Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời bạn cùng eShip.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng mua một mắt kính đến từ thương hiệu Armani Exchange, đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay nhé. Bên trong mình có đặt mua hai mẫu mắt kính đến từ Armani Exchange các bạn ha. Và ngày hôm nay mình sẽ review trước một mẫu cho các bạn. Hẹn các bạn trong video sau mình sẽ review mẫu còn lại nhé. Rồi, đây. Trước hết mình sẽ review mẫu này nha. Và mẫu Armani ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã sản phẩm là AX2037S nè, với mã màu sẽ là 609580 Metal Blue, tức là màu khung đó các bạn. Còn Blue ở dưới chính là màu của tròng kính. Size kính sẽ là 60mm và chiều dài càng kính là 145mm. Ở bên hông chúng ta sẽ có tên tập đoàn Luxottica Group luôn. Và phía dưới sẽ là Made in China by Luxottica Tristar, cái họ gia công tại Trung Quốc các bạn ha. Rồi, trên hộp mình thấy là họ thiết kế cũng tương đối đẹp và cứng cáp. Rất là nhiều thông tin về thương hiệu luôn. Đây, các bạn có thể thấy nè. Và đây, biểu tượng của thương hiệu nha các bạn. Đây chính là logo của thương hiệu. Đây là một thương hiệu con của Emporio Armani, tên là Armani Exchange. Rồi, trước hết là mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì cũng phải có thể nắm bắt được nha. Armani Exchange thì được thành lập vào năm 1991 tại Mỹ. Thương hiệu này bán lẻ các sản phẩm thời trang và lối sống, được biết đến với các chiến dịch quảng cáo đôi khi hơi khiêu khích một chút xíu, lấy cảm hứng từ văn hóa đường phố sang trọng và âm nhạc khiêu vũ, được nhắm mục tiêu là thương hiệu Armani dễ tiếp cận hơn so với các thương hiệu cao cấp hơn của dòng sản phẩm này. Các sản phẩm Armani Exchange có sẵn độc quyền tại hơn 270 cửa hàng ở 31 quốc gia và trên trang web chính thức của thương hiệu luôn. Và đó là vài cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm bắt được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ngay bây giờ đây. Đây, bên trong mà chúng ta sẽ thấy mở ra nha. Đó, một chiếc túi du lịch đựng mẫu mắt kính nè. Phía dưới sẽ là một sách hướng dẫn từ Armani. Đó, chúng ta sẽ thấy có sách hướng dẫn sử dụng ha. Và chúng ta có tới hai cuốn sổ lận. Rồi, đơn giản vậy thôi. Đó, trên chiếc túi du lịch chúng ta cũng sẽ thấy ngay logo thương hiệu nè. Mình sẽ mở nó ra ngay bây giờ nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn các bạn. Armani thì họ bảo quản hai chiếc càn kính này cũng tương đối đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càn kính bên trái như thế này. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Armani Exchange Fashion Mansion Class, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập fashion của Armani Exchange. Và mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là AX2037S 609580. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 60mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn đó là về hình dạng khuôn mặt nào cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nhé. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thật sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính nó mới là dành cho bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu xanh lam cơ bản và tất nhiên mà 100% chống tia UV trên trong kính này nha. Đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Cầu kính ở mẫu này sẽ là 14mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này như các bạn thấy đó chính là phần top 3 của kính nha. Rất là nhiều bạn lầm tưởng điều này. Về thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính rồi nè. Rồi càng kính trên mẫu này sẽ là 145mm. Thì mình đánh giá đây là một chiếc càng kính tương đối dài nha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kỹ thuật này, cũng như là những cái mã sản phẩm, mã màu đều được thể hiện bên càng kính bên trái. Ở trên mẫu này sẽ là AX nè, 2037S, rồi mã màu sẽ là 6095-80, thông số kỹ thuật là 60-14-145. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu ha, Armani Exchange, rồi chuẩn UKCA và Made in China, hoàn thiện tại Trung Quốc.
Rồi, đó là những thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính thì sao? Chúng ta sẽ có một cái đường line màu đen cùng với tên thương hiệu Armani Exchange được viết đầy đủ luôn nha các bạn. Rất là nổi bật ở cả hai bên càng kính. Tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mỗi sản phẩm của chúng ta ở mọi góc nhìn. Kể cả phần mặt tiền, như cái này là phần mặt tiền trước nè, chúng ta sẽ có trong kính với tên thương hiệu được khắc cực kỳ sắc nét ngay trên phần ống kính bên trái luôn. Armani Exchange rất là nổi bật. Về dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật ha, rất là phổ biến rồi. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn một chút xíu, tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên nó cân đối hơn, thanh thoát hơn rất là nhiều. Chính vì vậy đây cũng là cái ưu thế của những cái dạng khung dạng vuông cũng như là dạng chữ nhật như thế này, nó được sử dụng rất là rộng rãi ở tất cả các hãng luôn. Về phần màu khung chúng ta sẽ có màu metal blue, tức là màu xanh lam mờ nha các bạn. Như các bạn có thể thấy đây, từ phần gối cho tới phần khung bên ngoài đều là màu metal blue, tức là màu xanh lam mờ. Đó, rất là đẹp. Chất liệu khung là sẽ bằng kim loại nha các bạn. Gọng bằng kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè. Mẫu mã cũng đa dạng và rất là tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều. Và các bạn có thể thấy điển hình ngay trên sản phẩm ngày hôm nay luôn. Thích hợp cho nhiều lứa tuổi và người làm việc trong môi trường trang trọng, lịch sự nữa. Đây các bạn có thể thấy. Và cái tông màu xanh lam này thì mình cảm thấy nó rất là trẻ trung, năng động nha các bạn. Và cực kỳ hiện đại luôn. Kể cả mà phần càng kính của chúng ta cũng sẽ có màu xanh lam mờ như thế. Tuy nhiên thì càng kính chúng ta sẽ được hoàn thiện từ nhựa nha các bạn. Bên trong thì chúng ta vẫn sẽ có một cái lớp đệm kim loại để tăng cái độ bền cho sản phẩm. Tuy nhiên bên ngoài chúng ta sẽ có lớp nhựa. Thì cái phần khung kính thì chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn từ nhựa kim loại luôn. Đây, rất là cứng cáp. Và cái tông màu xanh lam này thì cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta là vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung cũng như là hai bên ống kính. Tất cả các chi tiết còn rất là hoàn hảo nè, khớp kính thì còn cực kỳ chắc chắn ở cả hai bên nha. Đây, sẽ cho các bạn xem nha. Đây, phần khớp kính rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đây là phần đệm mũi nè các bạn. Đó. Và tổng kết lại các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì sở hữu một cái thiết kế rất là trẻ trung nè, hiện đại nè, với kiểu dáng thời trang hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại ngày nay. Và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, như là đi dạo phố, đi làm, đều tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh. Đó chính là những cái ưu điểm vượt trội của một kính mát ngày hôm nay nha. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát từ Armani Exchange ngày hôm nay, cũng như là các bạn đến những cái chia sẻ của Xiu Chuman đến những các bạn nào mà đang quan tâm đến các mẫu mắt kính đến từ cái thương hiệu thời trang nổi tiếng này nói chung, cũng như là mẫu mắt kính Armani Exchange Fashion Mansion Club ngày hôm nay nói riêng ha. Rồi, hiện tại thì tại Ship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến với Ship.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại Ship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.